tình huống phạm lỗi rõ ràng của Huy Hùng. Chuyền vào, rất nguy hiểm, không vào. Trong tình huống vừa rồi chỉ có may mắn mới cứu thua cho QNK Quảng Nam sau pha tung người rất đẹp của cầu thủ đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng ở pha dứt điểm vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại. Sút vào, cơ hội là tuyệt vời và Gloria bỏ lỡ. Nỗ lực của đồng đội là rất đáng ghi nhận để Gloria lập công. Như vậy là trong hai trận đấu liên tiếp ở giải vô địch quốc gia, trong màu áo QNK Quảng Nam thì Claudicia đã ghi được 3 bàn thắng, dừng bóng rất hay và các hậu vệ của Sài Gòn FC đã không. Claudicia chuyền vào, đó là Van der Dung với một cú lắc đầu vào góc xa đã ghi bàn thắng, tỷ số lên 2-0 cho QNK Quảng Nam. Ngay từ đầu giải cho đến giờ thì số lần mà Phan Thanh Hưng được bố trí đá chính là không nhiều, nhưng khi được tin tưởng cho ra sân ngay từ đầu thì Phan Thanh Hưng đã không phụ lòng ban huấn luyện. Chơi ở vị trí tiền vệ công, Thanh Hưng đã làm tốt vai trò của mình trong tình huống này. Ở pha bóng vừa rồi cả Thanh Hưng và Thanh Trung đều áp sát, là sự thay đổi người tiếp theo bên phía cầu thủ Sài Gòn FC. Ở lượt về này thì Sài Gòn FC kỳ vọng rất nhiều vào ngoại binh Carlos Lima. Tuy nhiên nếu như cầu thủ này chỉ thể hiện ở mức độ mà chúng ta được chứng kiến trong hiệp 1 thì rất khó cải thiện tình hình cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Sadio khá thoáng, đây là Hồ Văn Thuận, anh trung quá đẹp, tuyệt vời, quá tuyệt vời, đó là thành công cùng với bàn cực kỳ giàu cảm xúc. 3-0 cho QNK Quảng Nam. Và vô lê chân trái rất đúng tầm, phối hợp giữa Hồ Văn Thuận và Đức Thanh Trung. Cú bắt vô lê tuyệt vời, bóng đi vào góc xa của thủ môn Võ Quốc Đăng. Và Thanh Trung đã có được bàn thắng thứ 6 cho mình kể từ đầu giải. Đoàn Hùng Sơn, Carlos Lima, như vậy là trên sân Chi Lăng vào lúc này thì SHB Đà Nẵng đã nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu với FLC Thanh Hóa. Carlos Lima, pha tranh chấp có sự tham gia của Hà Minh Tuấn.
bắt đầu. Như vậy là 2-3 cho đội bóng Sài Gòn. Và chưa điểm thì có lẽ là QNK Quảng Nam nên tự trách mình. Thời gian bù giờ đóng 2 là 3 phút. Thời gian bù giờ đóng 2 là 3 phút. 3 phút là thời gian bù giờ của hiệp đấu thứ hai. 3 phút là không nhiều. Nhưng nếu như chơi sơ xuất thì QNK Quảng Nam vẫn có thể trả giá. Nhưng đây là một tình huống tấn công của đội chủ nhà. Ở một tình huống vừa rồi rất thuận lợi để khai thác và ghi bàn. Nhưng có lẽ vào lúc này thì ngay cả những cầu thủ tuyến trên của QNK Quảng Nam cũng nghĩ đến một phương án phòng ngự nhiều hơn, là ghi thêm bàn thắng vào lưới của Sài Gòn FC. Rất nguy hiểm, sút vào. Vì sao lại như vậy? Ba đều rồi. Lối chơi quá và cũng hiệu quả. Chúng ta hãy chờ xem ở cơ hội được xem là cuối cùng của trận đấu này thì các thủ chủ nhà có làm nên một điều gì đó khác biệt để lấy lại hai điểm đã mất hay không? Một tình huống mà hàng công lẫn hàng thủ đều chơi với một sự tập trung cao độ. Không được.